Xin chào các bạn đã đến với kênh Hóng Tin Mới TV. Nghe tin tức mới nhất nha. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông báo từ kênh nhanh nhất nhé. Nút kim cương YouTube công khai nịnh vợ trước chốn đông người trên truyền hình. Nam diễn viên hài liên tục trêu chọc vợ khiến bà xã đỏ mặt. Tham gia tập 2 chương trình Bí Kíp Vàng, nam diễn viên hài Vinh Dâu đi cùng bà xã Lương Minh Trăng và biên kịch Long Nguyễn. Với cư dân mạng, Vinh Dâu không còn là cái tên xa lạ khi anh chính là thành viên chủ chốt của nhóm Fake TV, nhóm hài được nhận nút kim cương đầu tiên của YouTube tại Việt Nam. Tham gia cùng Vinh Dâu và Lương Minh Trăng là người bạn chung nhà, biên kịch Long Nguyễn. Chia sẻ với chương trình, Long Nguyễn có được những kinh nghiệm sống, những mẹo vặt trong xã hội đều lượm lặt trên mạng là chủ yếu. Hiện tại trong thời đại này thì trên mạng sẽ có nhiều kiến thức hơn, nhưng mà không phải kiến thức nào trên mạng cũng đúng. MC Việt Hương đồng tình, chính vì trên mạng sẽ có những kiến thức sai, đến tham gia Bí Kíp Vàng sẽ giúp các bạn hiểu đúng hơn về những mẹo vặt trong dân gian. Bên cạnh đó, Vinh Dâu cũng chia sẻ rằng bản thân nam khách mời biết mẹo vặt ngoài xã hội nhiều hơn và Lương Minh Trang biết về những mẹo vặt trong nhà. Vốn bản tính thích trêu chọc, Vinh Dâu tiết lộ vợ biết rất rõ mẹo vặt giúp ngủ ngon rất khiến nữ khách mời đỏ mặt. Chưa dừng lại ở đó, MC Việt Hương liền thắc mắc, ủa Lương Minh Trang, ở nhà em ngủ không hả Trang? Sao em biết được nhiều bí kíp ngủ được nhiều và ngủ ngon khiến cả trường quay cười nghiêng ngả? Đến với vòng câu hỏi đầu tiên, MC Việt Hương liền đưa ra thử thách vì muốn biết mức độ yêu thương của Vinh Dâu dành cho vợ như thế nào. Ví dụ Vinh Dâu cùng vợ đi vào rừng và gặp một con cọp, em sẽ làm gì để bảo vệ vợ em? Không ngần ngại trả lời, Vinh Dâu sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ vợ. Em sẽ nhảy ra đứng trước mặt con cọp để che vợ em, để con cọp thấy là em ngon hơn vợ em. Chưa dừng lại đó, Vinh Dâu chia sẻ rằng chỉ cần để vợ chạy thoát là được. Còn bản thân mình bị gì thì không quan trọng. Nếu vợ em mà bị ăn thịt thì em cũng không muốn sống nữa. Câu nói của Vinh Dâu khiến mọi người tại trường quay xúc động. Chia sẻ về việc ăn uống trong gia đình, Vinh Dâu bị tiết lộ là người ăn nhiều nhất. Nam khách mời tự nhận bản thân thuộc dạng ăn tạp, dễ nuôi dễ sống. Khi được MC hỏi món ăn nào mà Vinh Dâu thích nhất, câu trả lời của anh chàng khiến cả trường quay ngỡ ngàng. Có những thứ đặc sản mà em thích ăn nhất, em nghĩ là vợ em. Câu trả lời của Vinh Dâu khiến người vợ Lương Minh Trang đỏ mặt. Cả trường quay cười không ngớt, liên tục nịnh vợ bằng những câu thả thính cực chất. Vinh Dâu cũng không ngần ngại chia sẻ thêm rằng, lúc mới yêu thường hay sấy tóc cho vợ, nhưng bây giờ anh không sấy nữa do tóc dài, sấy mệt. Đôi vợ chồng Vinh Dâu và Lương Minh Trang có lẽ là cặp đôi hài hước, đáng yêu nhất showbiz bởi những pha chặt chém nhau đầy tình cảm. Tập 2 của chương trình được lên sóng vào tối ngày 25 tháng 3. Bé gái 14 tuổi đi